Các em có muốn ăn khoai không? Dạ có. Bây giờ ta có một chiếc chăn như thế này, các em mà đắp cho ta không hở đầu, không hở chân thì ta sẽ chia khoai cho các em. Cái tấm này bé lắm thầy ạ, không đắp vừa được đâu. Thế thì các trò chỉ được ăn khoai ngó thôi. Để tao. Vẫn hở đầu này. Hở chân này. Này thì thừa chân này, thừa chân này. Giờ thì còn thừa gì nữa không? Chúng mày đâu? Chia khoai!